Rồi cách tập nó vậy. Ngón giữa và ngón cái. Khi tập cái này là thức của kỵ sĩ ngày xưa phải đứng theo cưỡi ngựa. Nè khi đứng tay này theo ngón cái này, ngón nó trỏ là thấy không? Nè hai ngón này. Lên là thấy không? Nhón cái chân này. Đó. Rồi thả xuống nè, hai cái tay nó sẽ đổi màu, thấy không? Tay bên trắng tay đỏ này. Đổi bên kia lại. Đó. Tay bên trái sẽ trắng. Nè. Đó, thức thứ ba nó vậy, mày tập mới tập không có, từ 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 nó mới có. Mày, giờ mày không biết khí công là cái gì rồi, tập đi mày tập thử coi đúng không. Đối giờ mày nó có để ý ngành khí công là bởi vậy nó có khí huyết thì giống vậy. Đứng lại ra tập đi để tao chữa lại. Đứng. Rồi, khi đứng là đứng dày. Dày trước. Bài 1, bài 2 mày chưa có tập, chưa kiểm tra bài, bài tập thì cho mày rớt zero điểm luôn. Rồi đứng dậy cái tay để bên trái về để bên này. Thẳng gối lên. Tay này ngửa. Xô cái này lên. Xô hướng lên. Cái này đẩy xuống hai cái xô, cái dưới là đè cái đẩy đó. Xong rồi thả thành vòng cung rớt xuống phía trước. Rồi thả vòng cung. Thành vòng cung rớt xuống phía trước. Đó, hai tay song song. Dọc dày. Xong đổi bên. Xô này. Ngày mới tập không có đâu, phải tập lâu mới có. Rồi rớt thành vòng cung. Ngày đầu có khỉ gì đó. Cứ tập về hoài. 300 lần trở đi mới có. Còn một lần nó có mà nó ít lắm. Đó là bắt động cẩm ba.